hàng ngàn hecta ngập sâu trong nước. Bơm lại 4 5 ngày kèn luôn rồi. Người dân đang cố vớt vát phần nào thiệt hại. Sao không chắc để cho dịch ăn. Để nè, bữa nó không đập nó chứ nhân động dài dài luôn. Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ chung tay cùng bà con cứu lúa. Mấy anh dân quân tự vệ lại á, thời tiết được cũng cảm ơn nhiều lắm. Thưa quý vị, mặc dù là không nằm trong các tỉnh đầu nguồn, chịu ảnh hưởng của mùa lũ đặc trưng như là các tỉnh khác của đồng bằng sông Cửu Long, thế nhưng mà năm nay nhiều nơi của tỉnh Cà Mau lại ngập trong mênh mông biển nước. Hiện tại thì so với thời điểm mà chúng tôi ghi hình tiêu điểm này thì nước đã rút bớt, không còn ngập sâu nữa. Tuy nhiên, vì tình trạng ngập này kéo dài đến tận cả tháng cho nên là không chỉ làm ảnh hưởng tới nhà cửa, đường xá mà hàng ngàn hecta lúa đang vào vụ thu hoạch của bà con cũng vì thế mà bị thiệt hại rất nặng nề. Nhiều diện tích lúa gần như là bị mất trắng vì không thể thu hoạch được. Trồng lúa rồi đó giờ thì chắc cũng mấy chục năm rồi. Có năm nay là ngập nhất luôn đó. Ngập giờ có 20 ngày á là ở dưới nước đó nha. Còn từ hồi mưa tới giờ là cũng mình chắc cả trên tháng rồi đó. Ngập gần cả tháng này, chị Út như ngồi trên đống lửa. Ngỡ vụ lúa này được mùa sẽ kiếm thêm được đồng ra đồng vào. Thế nhưng bây giờ gần như đã trắng tay. Cái này chị phơi xong chắc để cho dịch ăn. Tại vì nó đen quá. Lái nó không cân, bị gì lúa sập nè. Không có thu được tọt nào để trả nợ. Nợ trọng nợ luôn. Không bây giờ trả nổi luôn. Chẳng phải riêng gia đình chị Út mà hầu hết người dân ở xã Khánh Hải cũng đang khóc ròng vì ngập. Ngập mà không thể rút bởi bị ảnh hưởng mưa từ nhiều cơn bão liên tiếp nên nước mênh mông mọi nẻo. Chờ nước rút không được, nhiều nhà đã cố gắng cắt tay. Nhưng rồi cắt tay cũng chẳng có chỗ để phơi. Ngày đêm đâu có ngủ được đâu. Ngập nhà hết trơn, người đâu có chỗ nào đâu để mình cắt, mình vô mình dựng, mình để mình suốt ra mình thôi. Thật trắng luôn đó đúng không? Không còn đó. Cái này đem vô, để bữa nó không đập nó chứ mình mộng dài dài luôn. Vừa phơi không phơi được, mình mộng, để mộng nó nóng nó lên, mộng dài bỏ luôn. Chưa năm nào, người dân trồng lúa nơi đây phải chứng kiến cảnh tượng này. Có lẽ vì vậy mà con số thiệt hại cũng tăng rất cao. Hiện còn hàng ngàn hecta lúa chẳng kịp thu hoạch. Mưa bão rất là nhiều mà nó kéo dài liên tục, nó không có ngớt lúc nào hết. Tức là hết cơn áp thấp này, thành bão thì tiếp tục cơn áp thấp tới. Thì nó cứ dồn dập liên tiếp vậy mà ngay chân cái thời điểm bà con lại ngay chân cái vụ mùa thu hoạch nữa. Chính vì vậy mà năm nay bà con dân là rất là khó khăn. Và để thấy rõ hơn những cái thiệt hại của bà con ở đây thì quý vị có thể theo dõi những con số bên cạnh tôi đây. Riêng ở xã Khánh Hải thì đã có hơn 2.500 hecta lúa bị thiệt hại. Còn trên toàn huyện Trần Văn Thời thì khoảng 15.000 hecta lúa bị ngập. Trong đó thì khoảng 9.700 hecta bị thiệt hại trên 70%. Còn trên toàn tỉnh Cà Mau thì có hơn 17.800 hecta lúa tập trung ở hai huyện vùng ngọt hóa là Trần Văn Thời và U Minh bị ngập trong nước lũ. Ngập lâu và lúa ngâm trong nước dẫn tới mọc mầm. Nhiều gia đình đã tìm mọi cách để mà cứu lúa, chỉ mong là vớt vát được phần nào thiệt hại. Bởi với họ thì kinh tế đều trông chờ vào những diện tích lúa vẫn đang bị ngập trong nước. Những ngày qua, nhiều gia đình ở đây phải huy động hết mọi nguồn lực để cứu lúa. Máy bơm nước đang là phương án ứng cứu của hầu hết các ruộng lúa. Mặc dù hoạt động hết công suất để bơm nước ra ngoài, nhưng nước cũng chẳng xuống được là bao. Không có năm nào xuống cao bằng năm nay chứ. Cái bông lúa chỉ còn có ăn khúc thì thôi. Là bơm 3 ngày 2 đêm đó mới dịch gì đó. Không bơm thì bỏ luôn. Bỏ luôn đâu có cắt được đâu. Bơm lại 4 5 ngày kèn luôn rồi nó mới cắt, nó kêu mới cắt không được, nó lúa sập nó không chịu cắt nữa. Mới cắt nó cứ hớt ở trên không gì còn sập vậy đây nó bỏ hết trơn luôn. Để nước bên ngoài không tiếp tục tràn vào trong ruộng, nhiều nhà cũng đã tiến hành be bờ cao hơn như thế này. Những chiếc sáng cạp như thế này đang từng ngày hoạt động hết công suất để be những cái bờ như thế này cao hơn, góp phần cho nước từ bên ngoài hạn chế tràn vào trong bờ. Và đây cũng chính là cách mà nhiều người dân ở đây đang cố gắng để cứu lấy những ruộng lúa của mình. Cái vụ rồi là chết hết rồi, đâu còn. Rồi giờ nước thì gần cục thước nước. Mình gắn be cái này là người tập trung một cái giai đoạn, một khúc khoảng nào có khoảng vài chục hộ vậy đó, mình bơm một lần. Cho nước ở ngoài đừng có vô nữa. Không chỉ máy bơm của người dân mà bên ngoài những con kênh lớn, hàng chục những chiếc máy bơm công suất lớn của chính quyền địa phương cũng đang hoạt động ngày đêm để góp phần đẩy nước ra ngoài. Đầu tư các cái máy bơm
về cái ô tiểu dùng của xã Khánh Hải để mà bơm rút bớt cái lượng nước ở bên trong, mà khi mà bà con dân đã bơm ra đó thì mình sẽ rút bớt cái lượng nước đó ra ngoài để giúp cho bà con những cái bờ không bị tràn để cho bà con nhân dân thu hoạch. Khi mà nhà nhà đều tập trung lo cứu lúa thì nhân công cắt lúa cũng trở nên khan hiếm hơn, trong khi còn quá nhiều lúa nằm ngoài đồng đang bị ngập. Bao công sức vất vả làm lũ của người dân tưởng chừng như sẽ chẳng còn gì. Thế nhưng mà hàng trăm cán bộ và chiến sĩ bộ đội cùng với lực lượng dân quân tự vệ của địa phương nhiều ngày liên tiếp đã đâm mình trong nước để mà cắt lúa, chung tay tiếp sức, mong cho bà con giảm bớt được phần nào thiệt hại. Hàng chục hecta lúa của bà con đã được cứu, dù trước đó ngỡ là đã mất tất cả. Nhưng nay, như bà con đã thở phào nhẹ nhõm, bởi trong lúc chưa biết phải làm như thế nào để cứu lúa, thì các xã đã chủ động đưa lực lượng dân quân đến hỗ trợ, nhanh tay cắt hết lúa ngập. Tuy có thiệt hại, thế nhưng ít ra bà con vẫn giữ được phần lúa để ăn. Thấy mùa mưa bão này nước ngập lên mà không có tát nước ra được đó, máy cắt vô cắt không được nữa mà không có nhân công cắt nữa. Được mấy ấp với xã rồi mà điều động mấy anh dân quân tự vệ lại á, rồi tiếp được cũng cảm ơn nhiều lắm. Vui vậy thì tại vì em có góp được một sức mạnh để giúp cho dân để tháo gỡ được cái lúa ngập này. Không chỉ lực lượng dân quân tự vệ mà những ngày nước ngập cao điểm, những chiến sĩ cán bộ từ ban chỉ huy quân sự huyện cũng đầm mình trong nước từ sáng sớm đến tối mịt, tranh thủ từng phút chạy đua với lũ để cứu lại công sức cho bà con nông dân. Hiện nay trên địa bàn huyện là khoảng trên 500 đồng chí cùng với bà con trên địa bàn để khắc phục. Thì tiếp tục trong thời gian tới cố gắng cùng với bà con để thu hoạch lúa đợt này làm sao mà đạt được cái kết quả cũng như mang lại lợi ích cho bà con dân trên địa bàn huyện. Do mưa ngập kéo dài, nhân công để thuê rất hiếm, công tác cắt lúa khó khăn nên sau khi đi khảo sát và lấy ý kiến từ người dân, dù vẫn còn lúa ngập trên các cánh đồng, nhiều người dân vẫn cố chờ nước rút để cắt máy. Thế nhưng huyện cũng đã có chủ trương là chỉ cần người dân có yêu cầu thì bộ đội, dân quân sẽ lại nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Trong thời điểm này thì cơ bản là cái công tác giúp dân tạm ổn định. Nhưng Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo cho lực lượng quân sự huyện cũng như các xã, nếu người dân cần thì sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho người dân. Khi nào mà người dân thu hoạch xong cái vụ lúa hè thu, mà những cái diện tích hiện nay còn chưa thu hoạch. Hiện địa phương cũng đang huy động thêm rất nhiều máy bơm, máy cắt để tranh thủ thời tiết, tranh thủ lúc nước rút, tập trung thu hoạch hơn 3.000 hecta lúa còn lại.